Mến chào các bạn đã quay trở lại với channel Daily Ajet. Thưa các bạn, thế giới động vật vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa khám phá hết được. Và một trong những điều kỳ lạ đó là tập tính ăn thịt cả mẹ ruột của một số loài động vật. Mời bạn đến với video 3 loài vật bất hiếu nhất thế giới khi ăn luôn cả mẹ mình. Số 1. Loài nhện sa mạc Israel. Loài nhện sa mạc này đã biến chính mình thành một bữa ăn ngon lành cho các con khi chúng chào đời. Nhện sa mạc Israel có tên khoa học là Tygodiplus linnutus. Chúng được tìm thấy tại các khu vực có khí hậu khô cằn tại Israel, một số phân bố ở Địa Trung Hải và Tiểu Á. Những con nhện cái thường xây mạng nhện trong những bụi cây gần các nhánh sông nhỏ của sa mạc Negev thuộc Israel. Trong chiếc mạng của mình, con cái sẽ nhả toàn bộ tơ trong bụng đến khi trống rỗng để tạo thành một chiếc kén lụa chứa từ 70 đến 80 trứng trong đó. Khi trứng nở, nhện mẹ sẽ xé chiếc kén cho nhện con chui ra ngoài. Lúc này, nhện mẹ sẽ đưa toàn bộ chất lỏng đầy dinh dưỡng được tích trữ trong thời gian ấp trứng từ ruột đi ngược lại và tiết chất lỏng từ từ ra cho nhện con từ miệng. Những con nhện con sẽ cố gắng trèo lên đầu nhện mẹ và hấp thụ chất dinh dưỡng đó. Sau đó, nhện con sẽ tiết ra một chất độc để hóa lỏng đầu của nhện mẹ và đục thủng cho đến ruột để có thể hấp thụ chất dinh dưỡng được tích trữ bên trong. Quá trình này mất khoảng vài giờ và nhện mẹ hoàn toàn bất động cho đến khi chết thực sự. Sau khi nhện mẹ chết đi, lũ nhện con sẽ quay ra ăn thịt lẫn nhau. Chỉ còn một số con khỏe nhất sống sót và khi đó chúng mới rời mạng nhện, bắt đầu cuộc sống riêng. Số 2. Dung không chân. Dung không chân vốn là một loài lưỡng cư. Cái tên dung xuất phát từ bề ngoài trông rất giống dung đất hoặc con rắn. Dung trưởng thành có chiều dài cơ thể lên tới 1,5 m. Một điểm thú vị đó là dung không chân giao phối rất lâu, thường trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Dung không chân mới nở hầu như không cử động hay di chuyển nhiều. Thay vào đó, chúng tìm ngay tới dung mẹ để ăn thịt. Thức ăn của chúng khi còn nhỏ chính là da của dung mẹ. Theo đó, dung con bám lấy phần đuôi của dung mẹ, sau đó dùng răng và ăn phần da ở cuối đuôi của chúng. Lớp da đuôi này vô hại, không gây ảnh hưởng tới cá thể dung con cũng như sức khỏe của dung mẹ. Thậm chí, chúng còn cung cấp cho dung con một nguồn năng lượng lớn, nhiều chất béo. Theo các chuyên gia động vật học, việc ăn thịt da mẹ của dung con có thể giúp chúng sống trong ít nhất một tháng no nê. Vì vậy, không nói quá có thể cho rằng dung không chân cái là những người mẹ tuyệt vời nhất trong giới động vật. Số 3. Rặn biển. Trong số tất cả các loài động vật ăn thịt mẹ thì có lẽ rặn biển là loài tàn nhẫn nhất. Khi chúng chưa được sinh ra đời thì bản chất xấu xa của chúng đã được bộc lộ ngay từ khi còn trong cơ thể rặn mẹ. Lũ rặn con đã gặm nhấm toàn bộ nội tạng của mẹ chúng đến khi còn lại cái vỏ trống rỗng. Sở dĩ rặn con có hành động như vậy cũng là vì chúng đói và muốn tìm đường thoát ra khỏi cơ thể mẹ. Vì vậy, mỗi lần sinh sản thì rặn mẹ hy sinh cả tính mạng của mình. Rặn biển là một trong những loài động vật ăn thịt mẹ bất hiếu nhất trong thế giới động vật. Rặn biển cái phải trải qua nhiều đau đớn khi giao phối và sinh con. Khi rặn biển mẹ sinh nở, những con rặn biển con sẽ gặm nhấm nội tạng từ bên trong cơ thể rặn mẹ vẫn còn sống. Hành động ăn thịt mẹ của rặn biển con là để chúng tìm đường thoát ra thế giới bên ngoài, khi chúng chỉ bỏ lại cho rặn mẹ cái xác không hồn.